Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm đưa vào sử dụng, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, một trong những dự án có quy mô và giá trị lớn đối với thành phố Huế, đã góp phần bảo vệ nguồn nước khỏi mối đe dọa bị ô nhiễm và giảm thiểu những thiệt hại do tình trạng ngập úng gây nên, đã phát huy tác dụng. Dự án đã bừng nhiều tiêu chí quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tiến trình đô thị hóa ngày càng phát triển, trong đó bao gồm năng lực xử lý thoát nước, giảm nhẹ thiên tai do ngập lụt cho thành phố và thực hiện thu gom xử lý nước thải sẽ được tăng cường, chất lượng nước sông Hương và các sông trong thành phố sẽ được cải thiện, các công trình di tích, di sản văn hóa thế giới được bảo tồn, điều kiện sống và vệ sinh môi trường của người dân. Hồ Trái Tim, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Chỉ cách đây chưa đến một năm, khu vực này liên tục bị người dân phản ánh bởi mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng. Nguyên nhân là toàn bộ hệ thống cổng thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh đều đổ ra đây. Từ thực trạng đó, dự án cải thiện môi trường nước đã cắt toàn bộ hệ thống cổng thải, thu gom vào một đường ống để dẫn trực tiếp về nhà máy xử lý nước thải. Hồ Trái Tim đã thoát khỏi tình trạng bốc mùi, trở nên trong xanh hơn và là hồ điều hòa đúng nghĩa giữa lòng khu dân cư trong đô thị Huế. Mình có cảm nhận là cái hồ Trái Tim này trước đây là nó không có nước bị, nhưng mà bây giờ rồi xả thải được rồi là rất là trong sạch cho tầm quan cảnh môi trường. Dự án cải thiện môi trường nước với trung tâm là nhà máy xử lý nước thải rộng 9,5 hectare tại phường An Đông có công suất hoạt động tối đa là 30.000 mét khối một ngày. Vào thời điểm này, mỗi ngày nhà máy thu gom và xử lý khoảng 15.000 mét khối nước thải. Để gom được khối lượng nước thải này, 8 trạm bơm công suất lớn rải đều trên địa bàn có nhiệm vụ bơm về nhà máy trung tâm. Từ đây, nước thải được lọc thô, xử lý than hoạt tính và trải qua thêm 6 bước xử lý khác nhau để đạt được chất lượng nước thải ở cột B trong tiêu chuẩn đo lường nước thải Việt Nam. Đối với nhà máy xử lý nước thải Huế này là nhà máy xử lý nước thải truyền thống và có một chút tiên tiến, thì nó gồm có là xử lý sơ bộ, là mình sẽ gạt bỏ những chất, những hạt vô cơ loại nặng như cát, rác thải, rồi lá cây. Xong rồi đến là bể xử lý sơ bộ, là bể xử lý bể lắng sơ cấp. Sẽ là những chất hữu cơ vô cơ nặng hơn một chút, xong rồi đến mới xử lý sinh học, bể lắng thứ cấp và cuối cùng là khử trùng. Sau hơn gần 2 năm đi vào vận hành, dự án cải thiện môi trường nước đã xử lý khoảng 30% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị phía Nam thành phố Huế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát, không được xử lý và chống ngập úng cho thành phố. Bằng cảm quan có thể thấy chất lượng nước của các con sông, hồ khu vực Nam sông Hương đã thay đổi rõ rệt. Chất lượng nước được cải thiện, đặc biệt là những điểm nóng về ô nhiễm trước đây dọc sông An Cửu, các kênh đào dẫn nước nằm trong nội đô. Về mặt kỹ thuật, những chỉ số về chất lượng nước cũng đã chứng minh hiệu quả tích cực của dự án. Chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt cột B, nhiều thông số khác đã đạt cột A trong tiêu chuẩn đo lường chất lượng nước Việt Nam. Cái kết quả xử lý thì chúng tôi cũng rất là khả quan từ thời điểm mà nhà máy đi vào vận hành, khai thác cho đến thời điểm này thì cái chất lượng nước thải đầu ra luôn luôn là đáp ứng được yêu cầu cột B quy chuẩn Việt Nam, và cũng nhiều cái thông số đã đạt được cột A, chỉ còn lại một hai thông số là đang tiềm cận cột A. Thì trong tương lai, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có thì bổ sung một số cái hàng mục thiết bị sử dụng cái tiền dư của dự án để chúng ta tiếp tục xử lý các cái thông số còn lại đạt được cột A. Thì đây là một cái kết quả mà chúng tôi cũng đánh giá rất cao vì cái kết quả mà thực hiện cái dự án, đặc biệt là cái hạng mục quan trọng của nhà máy xử lý nước thải này. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển đô thị như hiện nay cộng với việc kết nối hệ thống cổng thu gom vẫn chưa đồng bộ, thêm vào đó các hộ dân vẫn chưa đầu nối vào hệ thống thu gom nên nhà máy chỉ xử lý được khoảng 50% lượng nước thải của 11 phường phía Nam. Để đạt được 70% lượng nước thải thu gom như mục tiêu của dự án, cần hoàn chỉnh kết nối hệ thống cổng gom, đồng thời triển khai giai đoạn 2 của dự án ở phía Bắc, qua đó góp phần làm xanh sạch cả con sông và ao hồ nội đô.